Thì đây là chị Trung nhé. Đây là được bảo mẹ là ông với bà gửi là 1.840.000 nhé. Đây đây em đưa cho mẹ đi, đây là 1.000.000. Hai tay vào, lần sau nhận cái gì phải hai tay nhá. Đấy, đấy là 1.500.000 này. Đây đây còn nữa chị. Đấy. Đây là thêm là 300.000 nhé. Đó. Cháu xin tự giới thiệu, cháu tên là Sùng Thị Cán. Năm nay cháu 16 tuổi ạ. Cháu ở với mẹ. Cháu thưa công các bà, cháu tên là Sùng Sao Thăng, năm nay cháu được 12 tuổi. 12 tuổi, bé quá nhỉ. Hiện tại phải nói là nói tiếp đi, nói hết đó. hiện tại cháu đang ở với mẹ. Đâu? Giờ 7 tuổi ạ. Được 7 tuổi à? 7 tuổi thì học lớp 2 rồi nhỉ? Năm nay lên lớp 2 phải không? Lên vạ. Lên lớp 3 à? Ồ, thế là xấp xỉ được 8 tuổi rồi. Cháu xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô bác, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay thì có chị Yển là đồng hành cùng cháu Lực. Và hôm nay cháu Lực có nhận được một phần quà để mà trao cho chị Trung, sáu mẹ con, với lại thêm là anh chị Quyền Yển nữa. Cháu Yển xin chào tất cả quý ông bà, cô bác hiện tại đang theo dõi kênh của em Lực, kênh Bản Em cô bác ạ. Ngày hôm nay thì cháu cũng rất là mừng khi mà có em Lực là đồng hành cùng với cả cháu lên trên này để thăm gia đình của chị Trung, sáu mẹ con, cũng như là có phần quà đến với gia đình. Đấy, thì tí nữa hai chị em cháu đi vào trong gia đình của chị Trung thì cháu sẽ đi sâu vào với hoàn cảnh của chị Trung cho tất cả quý ông bà cũng biết. Đấy, ngày hôm nay thì đây là lần đầu tiên em lên đến đây. Em thấy là ở đây như thế nào? Em thấy là cái cung đường mà từ bên chỗ của nhà của chị đang ở hiện tại và ra đến đây thì phải nói là một cung đường mà có đoạn thì đi dễ, có đoạn thì đi rất là khó các bác ạ. Thời gian này thì đang vào trong cái mùa mưa đấy, cho nên là đường xá thì như có thể là chị cũng ghi hình rồi. Đấy, các bác cũng đã biết được rằng là trên Hà Giang thì vào cái mùa này rất là hay bị sạt lở. Đấy, tuy nhiên thì được các bác yêu quý và ủng hộ thì dù là con đường như thế nào thì các chị vẫn cố gắng để mà đi tới những hoàn cảnh đó. Hôm nay thì cháu Lực là cùng chị Yển là đi vào hoàn cảnh của sáu mẹ con. Đấy, thì chắc các bác theo dõi ở bên kênh của chị Yển, bên kết nối yêu thương thì các bác cũng đã nắm rõ được cái hoàn cảnh đó rồi. Thì bây giờ cháu Lực sẽ cùng chị Yển là đi xuống nhà cũ trước, còn là nhà mới thì được chị với lại anh Quyền là chọn một cái thế đất mà rất là đẹp của bác, cao hơn là ở phần trên kia. Là ở trên kia thì nó đường giao thông của nó thuận tiện hơn, còn dưới này thì mặc dù là có được xe máy đi vào của bác đấy, tuy nhiên thì là đường đi rất là khó. Bây giờ, nhà của sáu mẹ con thì là ở bên dưới hả chị? Ở đằng kia em ạ. Đấy, bây giờ thì chị em mình sẽ đi vào, xong là tí chị sẽ giới thiệu cho em. Đấy, thì đây là nhà của ông bà. Ông bà là có hai cái nhà. Đấy, gia đình của chị Trung thì ngày trước khi mà chồng của chị Trung là có vào đúng vào cái mấy ngày này của năm ngoái ấy, thì đi làm ruộng. Là vào thời gian này luôn ấy, đúng vào thời gian này luôn ấy, đi làm ruộng xong là bị sét đánh, thế là qua đời. Thì hiện tại là để lại cho chị Trung là nuôi năm đứa con. Năm đứa con đó chị. Đấy, đây là nhà của ông bà hết này. À đây, thang đây. Nhưng mà đây là nhà của chị Trung à? Không, đây là nhà của ông bà em ạ. Nhà của ông bà. Đúng rồi. Nhà của chị Trung là ở tít dưới kia cơ, nhà cũ là ở tít dưới kia. Khi bạn mà này là thang à chị? Đúng rồi. Bạn này là con thứ mấy ở trong gia đình? Nhưng mà đây là con nhưng mà hiện tại là chị Trung là ở nhà này à? Không đâu em, không phải ở trong nhà này mà là ở một góc nhỏ như thế này thôi. Đây là đang ở nhờ nhà của ông bà, đang ở một cái góc nhỏ như thế này. Ở nhờ nhà đang ông làm bà gì đây chị? Sao lại ở nhà hết thế này? Nào, cá. Bạn này là bạn lớn nhất hả chị? Đúng rồi, đây là chị con cá. Chào công các bà. Anh chào cá nhá. Cá thì chắc là gọi bằng anh đâu chị nhà. Anh thôi, gọi bằng anh cho trẻ chứ gọi bằng chú thì chú này chưa có vợ đâu. Đây là bạn Thăng à? Đúng rồi, đây là bạn Thăng, đây là bạn thứ ba. Nào công đứng dậy nào, bị làm sao ấy? Đây là còn một bạn nữa chị. Đây còn một bạn nữa. Thằng công hôm nay bị làm sao? Không bị làm sao ạ. Thế sao ngồi giống như bị ốm thế? Công chào công các bà nào. Con chào ông các bà. Đấy, bây giờ giới thiệu với em một chút nhá. Đây là chị cá. Đây là chị cả này. Chị cả. Còn một chị thứ hai nữa là hiện tại đang ở trên nhà mới. Tí nữa chị em mình di chuyển lên trên đấy thì chị sẽ giới thiệu cho em. Thế là vừa rồi là mẹ với lại chị cả là đang ở trên nhà mới.
À, còn... chị thứ hai. Với cả mẹ với cả em út là đang ở trên nhà mới. Còn đây là có ba chị em. Đây là Thăng là thứ ba này. Công là thứ tư này. Còn một em út thứ năm nữa. Thế còn là cho em hỏi về đây là cá đúng không? Đúng rồi. Cá thì năm nay được bao nhiêu tuổi cá? 16 ạ. Được 16 tuổi rồi à? Vâng. Ồ, 16 tuổi thì bây giờ hiện tại là còn đi học không? Có ạ. Vẫn là đi học à? Vâng. Cả nhà là cả năm đứa con là ai cũng đi học hết em. Đây là em này là đang hiện tại đang chuẩn bị lên lớp 11 là đang học ở bên Lùng Phình. Còn chị thứ hai là học nội trú ở trong thị trấn Bắc Hà. Đấy còn ba em nhỏ này thì vẫn đang học trong xã. Đấy ra mặc dù là em biết cái hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn. Hiện tại là ở nhờ nhà gia đình. Không gian chưa đầy 10m2 này là đang sinh sống ở trong này là 6 mẹ con. Đây. Đây là không gian phòng ngủ này. Ôi, thế cả 6 mẹ con là đều tập trung là ngủ hết vào trong một cái buồng nhỏ này à? Đúng rồi. Có vẻ như là em thấy là có hai như kiểu là này có hai tầng. Đúng rồi, có hai như hai cái giường. Thế là Thăng là giường của Thăng là ngủ ở bên nào Thăng? Dạ, dưới này. À ngủ ở đây à? Dạ, trong kia. Trong kia à? Vâng. Thế là Thăng với ai là ngủ ở đây? Dạ, em với hai chị ạ. Hai chị à? Vâng. Thế ngủ trong như này thì đêm thì có chật không? Dạ có. Có à? Vâng. Đấy, không cần phải là cho lực hỏi nữa thì các bác nhìn thấy được rằng là cái góc nhỏ của ngôi nhà đấy một không gian rất là chật hẹp các bác. Đấy, tuy nhiên thì phải nói là rất là nể phục mẹ của các em. Đúng rồi. Vì rằng là cô bác có thể theo dõi được rằng là những hoàn cảnh mà hiện tại cháu Lực với lại anh chị Quyền Hiền đang đi chia sẻ hay là những cái kênh của bên Tem Thiện Nguyện ở trên Hà Giang thì các bác cũng nhìn thấy được rằng là hầu như là khi nào mà người chồng mất thì là đều là người mẹ là bỏ đi lấy chồng hết. Đúng cả rồi. Chỉ có là mỗi là có thể là có các em là tự gọi là tự lực cánh sinh ở trong một cái ngôi nhà. Nhưng mà đây là mượn cái góc nhỏ phía phần mái hiên là có ông bà đang ngủ thôi. Đúng rồi. Đây là bây giờ là gia đình lên trên này ở nhờ nhà ông bà là tròn một năm rồi. Một năm ở dưới kia thì cũng có nhà nhưng mà từ khi mà chồng của chị Trung mất, còn các con thì đi học, cũng chỉ có thời gian hè là ở với chị thôi. Ngoài ra thì một mình chị khác tự ở nhà ấy. Chính vì thế nên là chị bị kiểu như là bị ám ảnh ấy. Ta không còn ở dưới kia nữa thì chuyển lên trên này ở nhờ nhà ông bà. Thế một cái góc nhỏ này thì thành ra là mới khiến chị là có một cái nỗi sợ với lại một cái nỗi ám ảnh. Đúng rồi. Ồ, thật sự ra thì bây giờ thì các em thì là đều là đi học và nội trú cả. Đi học nội trú có thể là các em ở trong bán trú luôn. Cho nên là một mình chị Trung là ở. Đấy rất là may là ông bà cũng cho ở một cái nhờ một cái góc nhỏ. Ông bà thì là hiện tại là có mỗi ông bà hay là ở cùng ai nữa chị? Ông bà thì cũng nhà ông bà cũng đông người ấy, còn người có chú thím này xong là còn có các cô nữa. Còn rất là đông. Bây giờ là thôi nói chuyện một chút rồi bây giờ nào đứng dậy ra đây lần lượt là giới thiệu cho anh Lực cũng như là công các bà bên kênh của anh Lực để cho biết là hiện tại là các em tên gì, ở đâu, làm những cái gì. Bây giờ là cá trước nào, cá là chị cả, cá sẽ giới thiệu trước nào. Em xin tự giới thiệu em tên là... Cháu chứ. Cháu xin tự giới thiệu, cháu tên là Sùng Thị Cán. Năm nay cháu 16 tuổi ạ. Cháu ở với mẹ. Thế là em cá là cố gắng thêm 2 năm nữa là hết ngoài trường cấp 3. Học hết ngoài trường cấp 3 thì có một cái tấm bằng thì sau này nếu mà đi ra ngoài làm thì nó sẽ người ta sẽ cần hơn. Đấy, còn bạn này là năm nay được bao nhiêu tuổi ạ Thăng? Thăng thưa các bà giới thiệu đàng hoàng nào. Cháu thưa công các bà, cháu tên là Sùng Xeo Thăng, năm nay cháu được 12 tuổi. 12 hiện tuổi, tại... bé quá nhỉ? Hiện tại... Phải nói là, nói tiếp đi, nói hết á. Hiện tại cháu đang ở với mẹ. Bố cháu mất á. Bố mất thì mất lâu chưa? Dạ được, một năm rồi. Một năm rồi á? Dạ. Thế lúc mà bố nghe tin là bố mất thì là... Thăng là có ở nhà không? Dạ có. Có à? Vâng. Thế là hôm đấy là có cùng bố đi làm ruộng không? Dạ không ạ. Không à? Vâng. Thế hôm đấy là em ở nhà à? Dạ vâng. Nhưng mà ai bảo với em thì em biết là bố không còn. Dạ mẹ về bảo. Mẹ về bảo à? Vâng. À thế cái lúc đấy thì chắc là được là 11 tuổi nhỉ? Vâng. 11 tuổi rồi thì biết thì thấy bố là bị như vậy thì có sợ không? Dạ có. Có à? Vâng. Bố thì đang làm ruộng là trong trời mưa chị nhỉ? Đúng. Vì rằng là không làm thì là không có gạo để mà ăn rồi. Đấy bắt buộc là trời mưa như thế nào, mưa gió thì cũng phải làm. Đấy nhưng không may là bố của các em là rơi vào cái tình trạng trường hợp này phải nói là rất là thương các bác. Thế còn bạn này ra bên này tí nào.
Đây, bạn này là ít nói hơn à? Bạn này năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Khoanh tay và đàng hoàng không? Được 7 tuổi ạ. Được 7 tuổi à? 7 tuổi thì học lớp 2 rồi nhỉ? Năm nay lên lớp 2 phải không? Lên lớp 3 à? Ồ, thế là sắp xỉ được 8 tuổi rồi. Bạn này thì là các bác nhìn thấy là có thể là lớn hơn là em Thăng. Đấy, nhưng mà có vẻ như là ít nói hơn chị nhỉ? Đúng rồi, nhưng mà học giỏi. Học giỏi hơn bạn à? Bạn này học giỏi ấy. Thế năm nay thì có được giấy khen không? Có. Được giấy khen à? Ừ. Thế là cố gắng học giỏi đi nhá. Học giỏi sau này còn lo cho các anh các chị, đặc biệt là mẹ của mình. Nha. Thế bây giờ là có đi với mẹ không? Có đi lên trên với mẹ không? Có. Có à? Thế nào một bây giờ cùng các anh với lại chị đi nhỉ? Có. Bây giờ chị giới thiệu với em với cả ông bà một chút. Đây là cá. Ngày trước là cái lúc mà bố vừa mới mất ấy, thì là chuẩn bị vào đầu năm học mới, lớp 10 giống như là bây giờ ấy. Thời điểm bây giờ ấy, thì gia đình khó khăn quá. Lúc đấy là bố vừa mới mất, còn mẹ thì một mình, không thể lo được. Thứ nhất là cơm áo, xong là gạo tiền. Các em đi học thì rất là nhiều cái kinh phí. Thì mẹ bảo không cho đi nữa. Thế là gói quần áo, trốn mẹ đi học. Trốn đi học được là 1 tuần à, đúng không? Xong mẹ mới biết. Đấy. Thế là phải nói là cá cũng là một bạn mà rất là hiếu học. Đúng rồi. Nếu mà rơi vào cái trường hợp khác là không có đi học nữa. Tại vì cá này chắc là được đi học năm lớp 10 rồi nhà chị nhỉ? Đấy, được đi học rồi. Ở ra bên này thì có vẻ như là mọi cái là nó sẽ tiện hơn cô bác. Thành ra là cá là biết nhiều hơn. Đấy, biết là cái con đường mà đi học thì nó sẽ thay đổi cái bản thân của mình và thay đổi cái cuộc sống hiện tại của 6 mẹ con nữa chị nhỉ? Đúng rồi. Thì bây giờ chỉ có là các em cố gắng học thì mới thay đổi được tương lai sau này thôi. Chứ còn nếu mà cứ suốt ngày ở nhà làm ruộng thì sau này vẫn sẽ giống như là cuộc sống của bố mẹ. Cũng chỉ biết là quanh năm ngày tháng, quanh năm suốt tháng thì cũng không còn mấy cái mảnh ruộng ở đây. Hiện tại thì chị cũng... giới thiệu với cả em với cả công các bà hiện tại đang theo dõi bên kênh của em. Đây là cái không gian sống của 6 mẹ con. Đấy, cũng rất là may mắn cô bác ạ. Thì từ khi mà ông cháu có lên trên này chia sẻ về hoàn cảnh của chị Trung 6 mẹ con cùng với cả các cháu ấy, thì là cũng có duyên với công các bà. Hiện tại thì cháu đang thi công cái ngôi nhà của gia đình chị Trung rồi. Tí nữa thì chị em cháu sẽ di chuyển lên trên kia và ghi hình tiếp tục để cho tất cả quý ông bà cùng biết là hiện tại ngôi nhà mới của gia đình như thế nào. Thật ra thì gia đình của chị Trung ấy, chị Trung là kiểu như là đẻ nhiều quá, xong là bị sức yếu. Và ở trong cái không gian như thế này em biết, người thì nằm ở đây xong là nấu nướng này, ăn uống tất cả mọi cái, sinh hoạt tất cả mọi cái ở trong cái không gian hẹp này hết. Đó. Nên là rất là phức tạp. Vâng, đấy cô bác có thể nhìn thấy được rằng là ở đây thì không còn phải là cháu Lực với lại chị Yển là nói qua nhiều về cái ngôi nhà mà hiện tại là được 6 mẹ con là ở nhờ nữa. Như là cái góc bếp thì cô bác có thể nhìn thấy được rằng là một cái góc bếp mà rất là nhỏ. Phải nói là nếu mà vào mùa đông thì có thể là còn hơi ấm áp một chút, nhưng mà vào đến mùa hè thời điểm này thì là rất là nóng cô bác. Ở trên này thì được lập bằng pro, được làm pro. Pro thì nó nóng hơn. Trên này thì cháu Lực nhìn thấy là có vẻ như là sau một cái thời gian nấu cơm ấy, cô bác có nhìn thấy là phủ một cái lớp màu đen, phải là thay đổi một cái góc của ngôi nhà luôn. Ở phía bên này thì còn thấy là những cái tấm bạt này, bên kia thì có vẻ như là có vài cái tấm đan, có vẻ là nhận đan quá là lâu rồi. Đúng rồi. Không sinh hoạt trong một cái không gian như thế này rất là bất tiện, đặc biệt là đun cái bếp củi này thì rất là độc hại đến sức khỏe của mình ấy. Vừa phải nói là vừa nguy hiểm này vừa độc hại. Thứ nhất là cái khói của nó, và thứ hai thì không may là các em mà có sơ sẩy là đi ra ngoài xách nước hay thôi, hay là làm cái gì đó mà lan lên trên này thì cái bạt này nó cháy rất là nhanh. Đấy. Đấy, bây giờ thì cũng được là anh chị Quyền Yển là chia sẻ kết nối hoàn cảnh của 6 mẹ con thì cũng được nhận được trợ duyên của các bác, tấm lòng vàng của các bác yêu quý gửi tặng tới 6 mẹ con. Thì hiện tại là ở trên phần phía trên đường của bác đấy, cháu Lực gọi là trên đường ấy, đã có một ngôi nhà mà vừa rồi cháu Lực đi qua, cháu Lực cũng chưa có vào ấy, chưa có vào hẳn đấy, nhưng mà phải nói là một ngôi nhà hầu như là ở khu này là không có ngôi nhà nào mà khang trang với lại lộng lẫy. Còn bây giờ thì xin mời các bác là cùng cháu Lực với lại chị Hiền là lên trên một chút chị Hiền nhá. Đúng rồi, bây giờ chị em mình sẽ lên trên kia để ghi hình cho em cũng như là công các bà là sẽ lên thăm nhà mới của gia đình. Tuy nhiên là cũng chưa có hoàn thiện đâu. Đấy, chỉ có là hoàn thiện được tầm khoảng 40% thôi. 40% rồi chị. 40% rồi. Đây, trong cái thời gian vừa rồi để cháu Lực cũng theo dõi, để mà 40% thì là một tốc độ mà rất là nhanh quá các ạ.
Chị em mình đi thôi chị nhỉ? Đi, bây giờ là sẽ di chuyển đến trên kia. Nào, đi Thăng ơi. Đi nhỉ? Bạn này có đi không? Đi với mẹ không? Đi. Hả? Đi ạ. Ở đây thì có con vật nuôi gì mà nuôi không? Nhà mình là còn con trâu ấy. Con trâu à? Thế dạ. không ở đây thì một tí nữa ai lấy cho cỏ cho ăn? Hả? Lấy rồi à? À thế thì đi nhỉ? Thế lấy rồi ấy. Đi. Chị em mình đi thôi nhỉ? Đi đi, đi cả. Ông bà thì hiện tại có ở nhà không? Cắt điện đi. À Thăng? Không à? Nhà ông bà là đóng cửa đi suốt ngày luôn ấy. Ít khi ở nhà lắm. Cái này là những cái tấm ván này thì hầu như là chắc là sáu mẹ con chị Trung ở thì thành ra là mới lập cho nhỉ? Đúng rồi. Thưa các bác, vừa rồi thì Sống Lực cùng với lại là chị là lên trên đến đường đi nhà mới rồi. Có vẻ như là con đường này thì là người ta làm là đẹp hơn chị nhỉ, con đường này. Đúng rồi, nói chung là ở bên Lào Cai này thì là người ta sẽ chú trọng cái vấn đề đường xá đi lại hơn hay sao ấy. Đường xá như này thì để mà lấy vật liệu vào thì rất là dễ dàng các bác. Chứ không như Cháu Lực là như ở bên nhà hai ông cháu. Bây giờ thì thực sự ra thì là mỗi hoàn cảnh đó là ở một cái thế khác, thành ra là rất là khó. Và từ dưới này đi xuống ấy, thì là con cung đường nó đi dễ dàng hơn, chứ không phải là nó đi khó như ở nhà hai ông cháu. Và nhưng mà ở đây là vật liệu đi vào đây là cũng xa lắm em ạ. Như kiểu như mấy cái cát này, cát với cả đá, tất cả mọi cái là lấy từ bên Xín Mần mình sang thôi. Ở bên Bắc Hà này là không có. Có vẻ như là đây là Cháu Lực nhìn thấy là hình như là chị cũng vừa lấy thêm vật liệu vào nhỉ. Đúng rồi, chắc là vừa mới lấy vật liệu lấy vào lúng rất là sâu này. Cắt chân này vào. Cái đoạn đường này nhá, mà hôm nay trời nắng thì chị em mình nhìn như thế này thôi. Mấy ngày hôm trước mà trời mưa ấy, xe lên là đúng là vất vả lắm. Dạng đất này nó thuộc dạng đất đỏ ấy, thành ra là rất là chắc là vừa rồi là mấy mẹ con là đang xúc đất này, nhưng mà không biết là đất ở đây. Đây giới thiệu với cả em Lực với cả công các bà, đây là cái ngôi nhà của chị Trung sáu mẹ con, hiện tại thì cháu đang thi công các bác ạ. Mấy ngày hôm nay thì đang vào mùa cấy ấy, chính vì thế nên là đội thợ là nghỉ đi về hết rồi. Thì công trình là đang bị giang dở như thế này đây. Cũng gần như là hoàn thiện được 40% cái căn nhà rồi. Hiện tại thì là cô bác cũng biết rồi, ở trên vùng cao thì nó là đang vào cái mùa gặt hái của bà con đấy, cho nên là mấy anh em thợ thì cũng tạm gác lại để mấy hôm. Thực sự ra bây giờ là cái không được đạp như thế nhá, không sau này nó méo lột lên là nó bị dột đấy nhá, mưa dột đấy. Công chính của bà con là hoàn toàn là nhờ vào phần ruộng nương, mà cho nên là để mà ra được mà hao thóc thì nếu mất tầm 3-4 tháng. Cho nên là mấy anh em thợ đang làm cái gì thì cũng phải là dừng lại để mà làm một chút. Đây là chị lựa chọn là cái màu này hả chị? Đúng rồi, nhà sáu mẹ con thì chị sẽ có một cái sự thay đổi một chút, đó là chọn cái màu tôn này. Màu xanh nước biển chị nhỉ? Đúng rồi. Đấy, màu nhìn nó đẹp hơn ấy, nhìn nó sáng hơn. Có vẻ như là nó nổi bật hơn các bác ạ. Đúng rồi. Nếu mà như chọn màu xanh lá cây như này nó sẽ lúc nào mà đến cái mùa thu ấy. Mùa thu chị nhỉ? Mùa nào có lá cây nhiều ấy. Mùa xuân chứ. Mùa xuân ấy. Nó hầu như là ví thành là như kiểu là một hóa như kiểu thành vào cái ngôi nhà luôn. Đây là cái ngôi nhà này. Em làm được mấy căn nhà rồi nhỉ, từ lúc mà bắt đầu thành lập kênh ấy? Kênh nhà của Sử với lại thêm là một nhà nữa của em Cương. Nhà của em Cương thì cùng bên Xá kết hợp để làm. Nhà Cương thì là bằng gỗ rồi, nhưng mà bằng ngôi nhà xây đấy thì là nhà của nhà Sử thôi. Đợt mà làm nhà Sử thì cũng xuống nhà anh chị Quyền Điển để mà hỏi thêm đấy. Nhưng mà thời gian này thì thành ra lại bận hơn các bác, thành ra là không có xuống được là nhà anh chị lắm. Chắc là tối nay là ăn cơm với lại chị rồi. Tối nay là để làm kèo à chị? Đúng rồi, cái đấy là cái phần mái ấy, cái phần sắt mái các thứ, xong là làm cả cái mái hiên ở đằng trước này nữa. Tại vì là chị cho vật liệu đi vào đây hết ấy, thì như đầu cái đoạn đường lúc nãy chị em mình vào em thấy người ta đang làm đường bê tông. Thì không đủ ngày, không đủ tháng là người đúng ta không rồi. Cho xe đi lại ấy. Đúng rồi. Thì chị phải cho vật liệu đi vào đây cho trước. Vật liệu trước vào trước chứ không. Bây giờ hiện tại là vẫn còn đang bị thiếu xi đấy, là chưa có đủ xi. Chị đang đầu đang không biết là cho đi từ đường bản già này đi vào đây thì không biết là cái đoạn từ dưới xã lên trên này thì có xe có lên được không ấy. Ngoài phòng khách nhìn trong rất là rộng rãi, nhà cũng 5-3 phòng ngủ à? Đây là chị Trung à? Đúng rồi, đây là chị Trung đây. Chị có biết nói tiếng phổ thông không chị? Nói được ít lắm em ạ, chị Trung mà không có. Chào chị Trung nhá. Chị Trung chào các ông các bà nào. Chào các ông các bà. Chào
À đây gọi là em thôi. Gọi là em. Hôm nay là em đến thăm chị đấy. Hôm nay là em đến thăm em này là đến thăm gia đình mình ấy. Chipo đây à. Chipo. Nào xây ra đây. À kia là bạn cả. Đây đây là thứ hai. Đây bạn thứ hai đây. Thứ hai á. Đây là út đây. Ồ đây. Thằng này tên là út là đây à? Đây xem chú xem nào. Người ta gọi bằng chú này. Chào các bạn à. Con chào công các bà. Rồi, nào, âm. Con chào công các bà. Ồ, có vẻ như là giọng bạn này nói rất là to các bác. Năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Con được. Nói đi. Con được 5 tuổi. Nói đi. Nói lại xem nào. Thưa chú, con được 5 tuổi. Nói đi. Thưa chú, con được 5 tuổi. Nói luôn. Nói đi, cô dạy mà. Thưa chú, khoanh tay vào nào, khoanh tay vào. Cháu thưa chú. Cháu thưa chú. Cháu được 5 tuổi. Cháu được 5 tuổi. Cháu tên là Âm. Cháu tên là Âm. Tên hay lắm. Mặt đẹp trai nữa. Âm, Âm gì nhỉ? Âm. À, tên là Âm. À, chị Cá là, chị Cá là Cá này. Xong thứ hai là Say. Thứ ba là Thăng. Thứ tư là Công. Thứ năm là Âm. Và như kiểu là một vần với nhau cả các bác ạ. Thế là hôm nay chị Trung là ở nhà là cho đất vào đây hả chị? Cho đất vào nền à? Dạ mà. Dạ. Sao? À, thế là cả bạn bạn gái, bạn gái gì nhỉ? Say 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 hả chị? Đúng rồi. Say năm nay được bao nhiêu tuổi hả Say? Cho anh là năm nay em được 13 tuổi ạ. Được 13 tuổi à? À thế là cái Cá là chị Cá chị? Đúng rồi. À Cá là chị Cá, xong rồi mới đến bạn này. Đúng rồi. 13 tuổi thì năm nay là vào lớp mấy chị nhỉ? Nam chuẩn bị lên lớp 8 rồi đúng không? Lớp 8 hay chuẩn bị lên lớp 9 rồi đấy. Học sinh giỏi ấy. Học sinh giỏi trong nội trú ấy. Hay hầu như là chị Trung thì bạn nào bạn đấy cũng đều là học sinh giỏi cả các bác ạ. Mặc dù các em hơi chậm nhưng mà được cái là chị tự hào về các em là ai cũng hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn nhưng mà ai đi học là cũng thành tích học rất là cao. Đấy, năm vừa rồi là nếu mà chị không lên trên này ghi hình mà không đúng vào dịp cuối năm ấy thì chị cũng không biết là kết quả học tập của các em là như thế nào. Nhưng mà năm nay ấy là chị ở trên này thì thấy khi mà các em nghỉ hè về khoe cái thành tích học tập trong một năm qua thì chị rất là tự hào và cảm thấy là như kiểu là chị làm cầu nối đúng người đúng gia đình ấy. Rất là mừng khi mà các em học giỏi. Là mình làm đúng cái cầu nối như này mà mình nhìn vào thì cảm giác như là kiểu không biết là diễn tả như thế nào, rất là vui mừng trong lòng ấy. Đấy. Họ nhà của chị là làm 3 phòng à chị? À, tại vì là ở đây đông nhà 6 mẹ con thì đông người quá, chính vì thế nên là chị làm 3 phòng ngủ. Tại vì là tới này thì khi mà các em lớn rồi, lấy chồng lấy vợ rồi thì vẫn phải cần có không gian riêng thì chị cũng muốn là làm đủ cái không gian cho gia đình, để mà nói đủ thì chưa đủ được đâu. Đấy. Nếu mà đủ ấy thì vẫn còn phải thiếu thêm khoảng 2 phòng, 1 phòng nữa. Đúng đấy, rồi, thì mới đủ được. Nhưng mà thôi, làm chương trình thiện nguyện này thì cái kinh tế là cũng hạn hẹp. Đấy thì chị cũng thưa với em với các bà là cái ngôi nhà chị Trung này thì là có một nhà là tài trợ chính, có một bà tài trợ chính. Còn bên cạnh bà thì cũng có rất là nhiều quý ông bà, cô bác là có đồng hành cùng. Phải nói là rất là cảm ơn thứ nhất là tấm lòng của bác mà tài trợ chính cho ngôi nhà và tất cả các bác đã luôn luôn yêu quý tới chị Trung cũng như là anh chị Quyên Hiền. Hôm nay em lên thì em cũng có gửi một phần quà thì chị em mình ra đây này nhỉ? Được, về sẽ đi ra ngoài này. Đấy, em thấy view của nhà chị Trung như thế nào? Đó là một cái view mà triệu đô đúng không? Triệu đô bác, rất là đẹp. Và cảm giác như là khi mà nếu mà như mà ở dưới xuôi thì là nhìn cái view này các bác nhìn thấy được rằng là rất là đẹp các bác. Đấy, nhưng mà với lại cháu Lực ở trên cao rồi, hầu như là những cảnh này cháu Lực nhìn nó thường xuyên rồi các bác. Đấy, nhưng mà khi mà lên đến đây ấy, thì nó lại một cái cảm giác khác, một cái mảnh đất và một cái cảm giác khác rất là đẹp hơn. Hôm nay em lên thì Cá đâu? Đang đi ra kia xúc đất rồi. Xúc đất rồi à? Vâng. Đang đi xúc đất rồi, mấy chị em đang đi xúc đất. Vâng, thế thì nào, che cái này vào Thăng, che cái này vào, không tới này nó gì ấy. Che vào. Ê, chị Trung là sắp có nhà mới rồi nhỉ? Con này biết nói không? Biết nghe không? Chỉ có nghe được ấy nhưng mà không nói được ấy. Chị nghe được không nói được. Nhưng mà chị thấy nhà này thì có đẹp không? Rông thế mà. Rông à. Rông là tốt rồi chị nhỉ. Đấy thì rông là tốt. Đấy, hôm nay thì em lên với lại gia đình thì cũng có một phần quà là gửi tới lại chị với lại chị Uyển nữa. Đây coi. Cao à, cao nhà chị nhà.
nhiệt thiếu. Nhiệt thiếu. Dung thế. Lực mình... chị hỏi một chút, em đi lên bản nhiều thế có nói được tiếng Mông ở bên mình không? Nói ở bên kia thì cảm giác như là ăn uống này kia thì biết nói đấy, nhưng mà để mà nói mà chuyên sâu thì chưa nói được đúng chưa không? Nói được. Đấy, cá thì phiên dịch cho anh một tí nhá. Đấy, bảo với mẹ là hôm nay anh lên thì cũng có một phần quà là gửi tới cho mẹ, và thứ hai thì là thứ nhất thì lên là có một phần quà gửi tới cho gia đình đấy, và thứ hai thì cũng là thăm gia đình luôn. Vâng. Đấy. Đấy, hôm trước thì là cũng thưa với lại chị thì với lại cả mẹ nữa nhá. Và tí em nói với mẹ nhá là anh có nhận được một cái khoản là của anh Thế Lân Ngô và bà Thiên Lý Nguyễn. Đấy, bà Thiên Lý Nguyễn là trong đó thì là có vẻ như là ở đây là hơi chói cô bác. Vâng. Ở bên này thì hơi chói thì một tí là bảo mẹ ra bên kia. Ở bên này thì hơi chói là một tí sợ rằng là quay cô bác về cái chất lượng ảnh nó sẽ hơi tối một chút. Đấy, ngồi ở đây cho mát. Vâng. Đây kia là chị có để làm thêm là nhà bếp à? Vâng. Nhà này thì chị làm đến đâu thì chị cân cái vật liệu đến đấy thôi. Vâng. Tại vì là xa với cả đường xá xa quá thì cái vườn giá vật liệu là nó cũng cao ấy. Chắc chắn rồi chị, từ dưới kia lên thì lên đến đây thì phải nói là có thể là lấy vật liệu là mất tầm nửa ngày thì mới lên đến nơi nhỉ. Đấy. Đây cá ngồi đây này, ngồi đây xong là phiên dịch cho anh một tí nhá. Cho thăng phiên dịch là xinh nhanh hơn đấy. Thăng phiên dịch cá là hơi bị chậm. Đây thăng ngồi đây này, thăng ngồi đây với anh tí như hai thằng đàn ông như nào. Ôi quần này sao đấy? Quần này bị sao đấy? Đi làm vất vả quá. Vất vả quá nhỉ, làm nhà mới này nhỉ. Đấy cũng thưa với lại chị, với lại là gia đình của chị Trung, là hôm trước em có nhận được một khoản là của anh Thế Lân Ngô và bà Thiên Lý Nguyễn. Đấy là gửi cho chị Trung bên Kết Nối Yêu Thương là 100 đô. 100 đô là rơi vào là 1.840.000. Đấy. Và gửi cho anh chị Quyền Yển là cũng là 100 đô. Đấy là 1.840.000. Thì đô ở bên Canada thì nó sẽ rẻ hơn với lại đô ở bên Mỹ. Đúng rồi, nếu mà ở Canada thì nó sẽ ít hơn bên Mỹ. Đấy, ở đây thì là cháu Lực nói lại cô bác nhé, là anh Thế Lân Ngô và bà Thiên Lý Nghiến là gửi cho cháu Lực là tất cả là 600 đô là ở bên Canada. Và đến hoàn cảnh nào thì cháu Lực sẽ đọc hoàn cảnh đó, chứ không cháu Lực không thể mà đến hoàn cảnh của chị Trung thì cháu Lực lại đọc tán loạn cả lên như thế, thì thành ra là các bác nghe nó sẽ không có được hiểu cho lắm. 1.840.000. Có vui không? Hôm nay nhà mình nhận được quà có vui không? Tí nữa nhận được quà là phải viết cảm ơn nhá. Em gửi cho chị trước nhá. Gửi cho chị trước à? Đây là triệu cưới chị nhé. Rồi chị xin. Đây là bác anh với lại bà là bảo là gửi cho chị với lại anh Quyền. Đây. Đây, gửi chị 800. Đây, 800. Vâng. 800 là 40.000. Rồi chị xin nhá. Và đây là của anh chị Quyền Yển đó. Coi như là gọi là anh bà với lại anh là gửi cho chị là đổ xăng làm chi phí đi lại thôi. Hôm nay thì bản thân cháu Yển rất là vui và cháu cũng cảm ơn anh gì nhỉ? Em cho chị mượn cái điện thoại xong chị đọc luôn đi không à? Tại vì là nghe cũng hơi dài. Tên của anh với cả bà là hơi dài ấy. Thế Lâm Ngô à? Thế Lâm Ngô và bà Lâm Ngô, bà Thiên Lý Nguyễn. Thiên Lý Nguyễn đúng không? Đấy thì cháu Yển, vợ chồng cháu cùng với cả anh em trong team của cháu là cảm ơn đến anh Thế Lân Ngô và bà Thiên Lý Nguyễn rất là nhiều. Hôm nay thì cháu cũng có nhận được cái phần quà của anh và bà gửi qua kênh của em Lực rồi. Cháu cảm ơn bà và anh rất là nhiều. Cháu cũng chúc bà Thiên Lý Nguyễn và bà anh Thế Lân Ngô và gia đình có thật nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Cháu cảm ơn bà với cả anh rất là nhiều. Bây giờ thì em lại gửi cho là 6 mẹ con. 6 mẹ con. Đấy. Thì đây là chị Trung nhé. Đây là được bảo mẹ là ông với bà gửi là 1.840.000 nhé. Đây em đưa cho mẹ đi, đây là 1.000.000. Hai tay vào, lần sau nhận cái gì phải hai tay nhá. Đấy là 1.500.000 này. Đây còn nữa chị. Đấy
Đây là thêm là 300 nghìn nhá. Có vui không? Hôm nay nhận được quà có vui không? Nào bây giờ là sẽ cảm ơn nhá. Bây giờ là cảm ơn đến bà với cả anh nhá. Ôi, cho Thăng trước đi. Thăng cảm ơn trước nào. Thăng cảm ơn bác với lại bà đấy. Thay mặt mẹ với cả các chị này các em nữa là cảm ơn bác với cả bà. Dạ. Em cảm ơn con cảm ơn bà và bác. Bà và bác, con đã nhận được phần quà của bà và bác. Con chúc bà và bác có thật nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Rồi. Anh nghe em Thăng nói thì là một cái giọng mà phải nói là cảm giác như rất là ấm của bác ạ. Nói to và rất là rõ ràng. Hầu như là bạn này thì chắc là lên thì anh chị Quyền Hiển cũng dạy rất là nhiều rồi. Thành ra là mới được đến như này cô bác. Phải nói là ở không phải là lên lớp cô giáo không dạy đâu cô bác. Lên lớp các thầy cô là vẫn dạy rồi đấy. Nhưng mà tuy nhiên là ở trên lớp thì các thầy cô là dạy trong về bục giảng thôi. Chứ các thầy cô không dạy trong là không thể dạy vào là vào sâu về như kiểu là cách sống với chung cũng như là các em ở nhà. Là khi mà gặp mà người lớn thì là nói chuyện như nào ấy. Thì thầy cô cũng dạy rồi nhưng mà các em sẽ không có được là được gọi là mạnh dạn hơn. Đấy, ở đây thì cũng được anh chị Quyền Hiển là chia sẻ tới các cô bác. Thì thứ nhất thì cũng được các cô bác là gửi rất là nhiều những ý kiến ở trên kênh. Và thứ hai thì anh chị Quyền Hiển thì cũng lại kèm cặp các em thêm thì các em lại khác hơn cô bác. Đấy, hôm nay thì cháu được lên ấy, thì cũng đã gửi phần quà tới cho gia đình của chị Trung và anh chị Quyền Hiển rồi. Bây giờ thì hôm nay thì anh Quyền là đi vào hoàn cảnh khác cho nên là không có cả anh Quyền nữa, chỉ có mỗi là chị Hiển thôi cô bác. Hẹn lâu là cháu Lực xuống là hẹn từ sáng rồi đấy, chiều thì cùng với lại chị mới lên đấy. Chị thì xem một tí có công việc nào làm thì cho em giúp đỡ một chút nhá. Được, tí nữa là chị em mình sẽ cùng với cả gia đình là đào đất. Vâng. Đào đất ra để cho vào nền thì tới nay các chú thợ bắt đầu quay lại công việc thì chị các chú thợ đi đi lại lại ấy, thì chị với cả bên gia đình là đỡ phải đầm ấy. Vâng. Đấy, nên là đang cố gắng để hoàn thiện cái phần đổ đất vào nền nhà. Vâng. Thì nếu mà em cũng không bận việc gì thì tí nữa sẽ nhờ em là ở lại. Thì còn Lực là chưa có vợ, nếu mà được thì cứ tia tia em cá. Cá thì cũng sắp đủ tuổi để lấy chồng rồi. Chơi vậy thôi nhưng mà không được lấy chồng sớm đâu nhá. Hôm nay thì mới lên tới lại gia đình của chị Cá là lần đầu tiên thôi cho nên là thứ nhất là gia đình của chị Trung. Gia đình của chị Trung với lại các em là thứ nhất là các em là chưa có gặp nhiều thì ra là rất là ngại các bác ạ. Đúng rồi. Ở trên này thì nếu mà không có gặp người quen ấy thì ra là có còn ít khi nói. Như chị đợt đầu mới lên thì làm sao mà gia đình của chị cởi mở như thế đúng không chị? Đúng rồi, nói chung là sau một thời gian thì nó khác hơn. Như đến thời điểm bây giờ chị lên đây cũng gần được nửa năm rồi. Vâng. Nhưng mà chị vẫn chưa thể nào mà giao tiếp được với chị Trung. Vâng. Nói chung là chị nói nhưng mà chị Trung vẫn nghe được nhưng mà chị kiểu chị không nói được ấy nên là rất khó. Vâng. Chị cũng dạy chị Trung được mấy câu cơ bản về cách như là chào hỏi các vâng. thứ thôi. Cũng vâng, chưa có là dạy được nhiều. Vâng, thế thì mấy chị em là cố gắng học tập là thật giỏi Thăng nhá. Dạ. Nhá, để sau này còn giúp đỡ mẹ, giúp đỡ anh, giúp đỡ em này. Đấy, học bây giờ thì chỉ có công việc học là mới thay đổi cuộc sống thôi. Đúng rồi. Đấy. Đấy, có lẽ là cái video này thì cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và xin cảm ơn tất cả cô bác anh chị. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn anh Thế Lân Ngô và bà Thiên Lý Nguyễn đã yêu thương cháu Lực và gửi những cái phần quà tới cho những hoàn cảnh mà cháu Lực đang đi ăn tặng đi chia sẻ. Và thêm đó thì là anh cũng gửi thêm cho em nữa làm kinh phí đổi sang đi lại. Đấy, thì em cũng đã nói video trước rồi thì video này em không nói nữa. Rồi, thế thì em cũng rất là may mắn. Chị cũng chúc em là sẽ cố gắng để làm sao làm cầu nối giúp đỡ được nhiều mảnh đời khó khăn ở trên vùng cao mình hơn nữa. Vâng. Hy vọng là chị em mình sẽ cùng nhau cố gắng. Dạ vâng. Phải là gọi là thật sự ra bây giờ kể đâu đó là một hai lần thôi các bác, nhưng mà nếu mà không có anh chị Quyền Hiển là không có cháu Lực hiện tại bây giờ đúng không? Không có bạn em bây giờ đâu đấy các bác ạ. Anh chị Quyền Hiển thì có công rất là lớn và cháu Lực cũng rất là biết ơn tới hai chị và biết ơn tới anh chị và tất cả các bác nữa đã đồng hành cùng cháu Lực là chặng đường là thời gian qua. Thì có lẽ là hôm nay thì cháu Lực cũng xin được là ghi hình tới đây thôi các bác ạ. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Cháu Hiển xin chào các bác. Con chào tất cả các ông các bà.
khoanh tay vào. Con chào không cơ bà. Rồi. Ông tôi hạ giọng to rồi. Cháu. Cháu cho các ông cơ bà. Con chào ông cơ bà. Con chào ông cơ bà. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.